Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách, quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Chương trình nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia nhằm xác định các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển thị trường đất đai và tài sản trên đất trong giai đoạn mới. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia đã tập trung trao đổi về phạm vi không gian quản lý tài nguyên đất đai, phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước đại diện, chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, ra soát thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương trong công tác quy hoạch, kế hoạch, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định giá đất, chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về nội dung cần tăng cường đầu tư nguồn lực để đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, áp dụng quy hoạch sử dụng đất tích hợp theo phương thức tiếp cận cảnh quan, các loại quyền đối với đất đai và đăng ký bảo hộ, ứng dụng công nghệ vào xác định giá đất, mô hình tổ chức bộ máy quản lý đất đai ở Việt Nam trong thời gian tới, ứng dụng công nghệ GPS, cơ sở dữ liệu lớn bản đồ chuyên về nhiều lớp, công nghệ trí tuệ nhân tạo, đám mây, chuỗi khối để thiết lập hệ thống đăng ký và số hóa đất đai.